Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Nay em mới về được thùng lưỡi cưa. Lưỡi cưa hàng Nhật bãi nha, lưỡi cưa hợp kim cắt gỗ. Em quay video này giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại Shop Long Hợi 0975275636. Địa chỉ của em ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Mọi người mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đây, cái này là hàng bãi Nhật, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Nguyên một hộp của nó như này. Mỗi một hộp của nó như này sẽ có là 50 lưỡi. Mỗi một hộp này sẽ có 50 lưỡi nhá. Đây, đường kính của nó là 210 nhá. Và cái hợp kim này của nó là 2 ly. Hợp kim 2 ly. Và cái này nó có 20 răng nhá. Lỗ trục thì nó có 3 loại. Như cái em đang cầm trên tay đây là lỗ trục 25 này. Lỗ trục 254 đấy. Nó có cả lỗ trục 30. Cái này là lỗ trục 254 nhá. Còn đây là lỗ trục 30 này. Đấy. Mọi người là thấy là cái nào nó phù hợp với cái cốt máy của mình thì mình đặt hàng nhá. Đây, loại này là 30 nhá. Và nó có loại là cốt trục 16 nữa. Tức là 16mm này, 25mm và 30mm. Thông số thì nó như nhau hết nhá. Nó chỉ khác mỗi cái lỗ cốt của nó là nó có 3 loại như vậy thôi. Cái loại lỗ cốt 16mm thì giá là 95.000 một chiếc. Còn loại cốt 25, cốt trục 254 và cái loại 30 này thì là giá bằng tiền nhau, giá là 100.000 một chiếc. Khách mua 10 cái là được miễn ship. Bên em có ra xỉ từ 20 chiếc nhá. Xỉ số lượng ít cho các bác luôn. Tức là mọi người mua từ 20 chiếc là đã được giá xỉ rồi nhá. Còn đây em đang báo giá trực tiếp trên video là giá cho khách lẻ. Khách có nhu cầu mua thử một chiếc về dùng thì bên em cũng có bán hàng nhá. Một chiếc là bên em cũng có bán. Đấy, nên là mọi người hãy thử đặt hàng mua thử một cái đi ạ. Đảm bảo lưỡi đảm bảo chuẩn Nhật luôn. Nhận cái hàng này thì không có khách nào chê cả. Dùng rất là thích và đều quay lại để mình mua tiếp theo. Bác nào có mà mình làm nhiều ấy, mình có thể mua sẵn, mình để dành, mình dùng dần. Hoặc là ai có nhu cầu mình bán hàng, cửa hàng ấy, mình có thể mua về bán xỉ lại nhá. Thì bên em sẽ có giá xỉ cho các bác, tùy theo số lượng. Mua càng nhiều thì giá càng rẻ. Mua càng nhiều thì giá càng rẻ nhá. Đấy, có 3 loại lô cốt nhá. Em đã đo và báo rõ trực tiếp rồi. Lưỡi hợp kim cắt gỗ nhá. Lưỡi hợp kim cắt gỗ. Hàng bãi mới luôn, chưa qua sử dụng. Mọi người mua hàng được kiểm tra hàng giúp em này. Kiểm tra giúp em tất cả các hợp kim này này. Lúc nhận hàng là nó còn nguyên vẹn không? Nó có đúng như trên video giới thiệu không? Thì nhận hàng nhá. Không đúng thì không cần nhận hàng giúp em. Đấy. Giá em báo trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Ship toàn quốc là 30.000 nha. Ship toàn quốc là 30.000 một đơn. Mọi người mua một chiếc thì ship cũng 30.000. Mua 3-4 chiếc thì ship cũng 30.000 nha. Số điện thoại đặt hàng em sẽ ghi ở dưới phần mô tả của video. Bác nào mà chưa xem được số điện thoại thì mình có thể xem lại ở dưới phần mô tả nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.